everyone. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các dòng nước hoa thuộc dạng office friendly. Là con gái thì đẹp hay không còn tùy mắt người đối diện, nhưng mà nhất quyết phải thơm, phải điệu trước đã. Đây là những cái dòng nước hoa mình muốn giới thiệu cho các bạn để mà xách đi làm. Những cái mùi nước hoa này nó sẽ không gây khó chịu, phiền hà đối với người đối diện. Và cho dù bạn phải làm việc trong những cái môi trường kín, môi trường nhiều người hoặc là với trẻ nhỏ đi chẳng hạn, thì để cho video này nó mang cái tính chất độc đáo thì mình sẽ giới thiệu các dòng nước hoa khác nhau phù hợp cho các cô nàng từ dịu dàng, nữ tính, ngọt ngào cho đến cá tính mạnh mẽ hiện đại. Và không nói nhiều nữa, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi. Trước khi bắt đầu vị trí thứ 5 á, thì mình muốn nhắc đến một cái mùi nước hoa mà hầu hết các cô gái đều thích, đều dùng để đi làm. Đó chính là mùi Bright Crystal của Versace, màu hồng nhạt á. Thì cái mùi nước hoa này đối với mình á, nó cũng rất là thanh lịch, nó rất là dễ thương, nữ tính và ngọt ngào. Tuy nhiên đây là cái mùi nước hoa mà được hầu hết các cô gái sử dụng, hầu hết mọi người biết tới, khả năng đụng hàng rất là cao. Mình khi mà mình xài nước hoa á, thì mình rất là ít muốn bị đụng hàng với người khác. Mình chỉ muốn độc nhất hoặc là mình chỉ muốn mọi người hỏi mình là dùng nước hoa gì thôi. Trước khi bắt đầu video thì mình chỉ muốn nhắc đến em đấy thôi, chứ không muốn nó nằm ở trong cái list này. Và vị trí thứ 5 mình muốn nói đến đó chính là em Daisy Dream Forever của Marc Jacobs. Như các bạn đã biết thì mình là một cái fan cuồng của thương hiệu Marc Jacobs, và mình đã ngửi được hầu hết các em Daisy của thương hiệu này rồi. Và lý do tại sao mình chọn em Daisy Dream Forever này, bởi vì em ấy là eau de parfum, em ấy lưu hương tốt nhất trong tất cả các em Daisy của thương hiệu Marc Jacobs. Thì đây là cái mùi hương mà dành cho các cô nàng trẻ trung, ngọt ngào, nữ tính và hay muốn điệu á. Đây là cái mùi hương tạo nên cái độ thiện cảm rất là cao cho người đối diện. Và chắc chắn là khi xài mùi này là các bạn sẽ được hỏi là bạn đang dùng mùi gì vậy. Và cái mùi hương này cũng không rất là mát, rất là ngọt ngào, rồi nó không có gây khó chịu cho người đối diện. Và theo mình thì mình xịt 1 và 2 ở đây thôi là đủ để cho các bạn làm việc trong cái môi trường kính, môi trường máy lạnh, độ lưu hương cũng rất là tốt. Và em này là ở vị trí thứ 5 nha. Tiếp theo mình muốn nói đến một dòng nước hoa tuy đã ra mắt từ lâu rồi, 2010, ở Việt Nam là ít được mọi người biết đến và sử dụng ấy, là em Gucci Guilty phiên bản Eau de Toilette. Mình recommend em Eau de Toilette hơn hai phiên bản Eau Intense hay Eau de Parfum, bởi vì cái mùi hương này nó không nồng và không quá gắt và không thiên quá về hương hoa so với hai em còn lại. Đây là cái mùi hương kết hợp rất là hài hòa giữa hương hoa, trái cây và hổ phách. Nếu bạn là cô nàng yêu thích cái mùi phấn từ hổ phách kết hợp với hương hoa và trái cây thì hãy thử dùng qua em này nha. Mùi phấn từ hổ phách rất là khác với mùi phấn từ xạ hương và hoa diên vĩ, bởi vì cái mùi phấn này nó mang cho mình cái nốt hương hơi ngọt và lãng mạn, khá là ấm nữa. Nên mình thấy em Gucci Guilty này thích hợp cho những cô nàng làm việc trong môi trường máy lạnh, môi trường yêu cầu cái sự sang trọng, professional như là nhà hàng, khách sạn hoặc là làm việc với đối tác là nước ngoài. Đối với mình thì em này thích hợp với những cái cô nàng yêu thích cái phong cách gợi cảm, cuốn hút và có chút gì đó sexy. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái mùi hương sang trọng, cuốn hút, gợi cảm và có chút gì đó sexy và yêu thích cái hương phấn từ hổ phách thì hãy thử qua em này nha. Mặc dù chỉ ở vị trí thứ 3 thôi, nhưng đây là mùi hương mình yêu thích nhất, dùng nhiều nhất để mà sắp đi làm. Mình muốn nói đến em Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản Intense nha. Và bởi vì mình sống và làm việc ở Sài Gòn á, một cái môi trường rất là nóng nực, bực bội, chật chội, đông người, lúc nào cũng nóng hết trơn á, thì đây là cái mùi hương rất thích hợp, rất là sạch, rất là thanh mát, rất là dễ chịu khi mà sắp đi làm trong những cái môi trường nóng như thế này. Thì nếu bạn là cô nàng yêu thích cái mùi trái cây, đặc biệt là từ chanh hoặc là những cái nốt hương từ citrus á, và kết hợp với cái nốt hương hoa trắng như là hoa nhài rất là nhẹ nhàng, thì đây chính là phiên bản dành cho bạn ha. Dù cái phiên bản Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette rất là xuất sắc và là một trong những cái chai bán chạy nhất vào mùa hè ở Mỹ rồi á,
thì em này là thậm chí lại còn tốt hơn nha, mang đậm cái nốt hương thanh mát hơn, ấn tượng hơn và lưu hương cũng tốt hơn nữa. Và vị trí thứ hai mình muốn ưu ái dành cho em Tiffany & Co. Ở đây mình có cả hai phiên bản Old Intense và Eau de Parfum ha. Thì để cho các bạn biết thêm thông tin thì Tiffany không phải là một cái thương hiệu chuyên về mỹ phẩm hay là thời trang gì hết. À, Tiffany Co là thiết kế về trang sức nha, nhưng mà họ lại tạo ra một cái dòng nước hoa rất là đáng để mà trải nghiệm. Sau video này mình sẽ tạo thì sẽ có cái video mình review chi tiết về cái em Tiffany Co này, bởi vì cái mùi hương này nó rất là đáng để mà trải nghiệm. Mùi hương này nó rất là độc đáo và mình chưa hề nghe qua bất kỳ các loại nước hoa nào khác ở trên thị trường á. 5 phút đầu khi mà xịt em này nó khá là soapy, nó soapy theo cái kiểu là sạch như vừa mới tắm xong. Thì sau khi dịu lại thì cái mùi hương chủ đạo là mùi phấn và mùi hoa diên vĩ, tinh dầu hoa diên vĩ. Tinh dầu hoa diên vĩ là một trong những cái tinh dầu mắc nhất trong nước hoa, nên cái mùi hương này nó rất là sang, mà khi mà kết hợp với lại xạ hương nữa nên mùi hương này cực kỳ sạch, cực kỳ sang và cực kỳ cá tính. Bởi vì thế nên đây sẽ là một cái mùi nước hoa mình recommend cho những cô nàng cá tính, mạnh mẽ và yêu thích cái sự độc lạ, không đụng hàng. Rất là xứng đáng ở vị trí thứ hai, Tiffany Co. Và vị trí quán quân của chủ đề ngày hôm nay không một ai khác, The one and only Narciso Rodriguez for her phiên bản EDT, phiên bản màu đen á. Thì như các bạn đã biết, mình review chi tiết em này trong các dòng Narciso Rodriguez rồi. Để tóm gọn lại thì em này có thể nói là chuyên nghiệp nhất, sạch sạch sẽ nhất và tươi mát nhất. Thì đây chính là cái mùi hương white floral kết hợp với xạ hương, nó lại càng mang cái tính chất sạch sẽ, refresh và uplifting, kiểu như là cho người khác cái cảm giác như là được tăng thêm năng lượng mỗi khi mà dùng cái em này á. Không có một em nào có thể xứng đáng hơn, professional hơn, chuyên nghiệp hơn để mà sắp đi làm khác ngoại trừ em này hết á. Em này đúng là number one luôn. Vậy là mình đã giới thiệu hết cho các bạn 5 mùi nước hoa mà mình nghĩ thích hợp nhất để mà sắp đi làm rồi đó. Còn nếu mấy bạn có ý kiến khác hoặc là muốn recommend cho mình các dòng khác thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo.